I will die for my lover. I mean, okay, cool. Not me though. I love you, but I'm not gonna die for you. Not me. Let's go. What's up, guys? Welcome back to my channel. Today we're gonna do the first music video reaction video. I'm gonna react to Suntom MTP newest videos. Đừng làm trái tim anh đâu on YouTube. I'm not the biggest fan of Suntom MTP, but I think he's one of the most, I think he's the most popular singer in Vietnam. And all of his music is nice, so. Okay, let's see. This is my first music video reaction. And every opinion is honest. No BS. You know what I'm saying? And let's see. Let's go. Bạn cần một cơ thể vận động linh hoạt, khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Yep. Xem chung thương hiệu vitamin tổng hợp số 1 thế giới với hơn 20 vitamin và khoáng chất giúp bạn và gia đình. I'm kind of sick today, so. You're gonna have a sick Eddie today. Let's go. Oh, it's gonna be a fun song. I like it when Suntom makes sad song though, you know what I mean? When he makes songs that are sad, his lyrics are deep, you know? But the fun song is actually interesting and exciting. Look at him. I want Suntom with the muscle and stuff, you know what I mean? He used to have a lot of muscles. Nhớ cho anh đã không còn hình bóng anh ngoài em đâu. Hằng nghiến mình nằm ta tức suy tư chẳng nhớ anh ngoài em đâu. Quyền miễn không cần lo nữa yêu mặt đời nói trong vài bát đâu. Cứ có quá đơn giản lại lỡ đau em cặp đầu. Đợi chờ em chưa kia từ sáng đến chiều chiều tối mặc mặt đầy luôn. Mong người là được giống như anh đây em từ vẫn không buồn. Chỉ thế thế tôi mới xem chắc hoàn. Thế thế tôi nuôi em thông qua. Và bước kế tiếp anh lại gần hơn trước đó nha. Giờ này anh thấy không nhắc tìm đến bạn ở đâu ấy. Anh sẽ không để vụt mơ đi cơ duyên lòng chạy trao tay. Cầm đắn lo vẫn khoan dành cơ biết tận em nay. Cố gắng sẽ không để em đi lỡ dù một giây lúc này. Cầm đứng lên anh anh hạnh phúc tìm loạn những không may. Oh, he's eating more than. I thought only broke people eat that, but it turned out that rich people eat that too, so. I guess I'm gonna be rich like him one day. Where he's going? Oh, handsome dude. I don't know how he can be. I mean, Suntom had to be. A really young face. Like he stays the same. You know what I mean? Like from his beginning and until now, his face don't change at all. And I think he has a funny looking face, you know what I mean? Handsome face though, but you can tell that his face looks a little bit funny. Let's get back to the video. Cơ lo phao, mắt tay ngon nhau. Anh thấy không biết đường thoát ra làm sao. Lựa một lời trao, phải thật là ngâu nao. Ngay từ dứng ra còn mấy câu tào lao. Lại gần một chút, cho anh ngắm nhìn về vài phút. Say trong cơn mơ thiền đàng. Quên đi, chuyện của nhân gian. Qua vào trang sao ta theo biên mà. Nhiều lần rồi đấy nhé, dài dòng rồi đấy nhé. Rồi cứ thế, vòng lặp lại cứ thế. It's a pretty girl. Không sợ là đến thôi, nói luôn đi đàn anh chỉ cần anh em thôi. Gió em nhớ như sao cho người nhẹ. Nước tiếng những án thơ, ngủ nghe dở dàng viết lên chuyện đôi thơ. Và cậu ấy không xa, ngay với chung một nhà. Giờ ngày I like the ring. I
don't know if I'm right, but on Facebook, I saw some posts that they say that this girl is from Thai. She's Thai. She's Thai. I don't know, man. Em thôi, mãi theo sau mình em thôi, mãi xin mê mình em thôi, mãi yêu thương mình em. Vậy thì anh xin chết vì người anh thương, có biết bao nhiêu điều còn đang vẫn vừa dành cho em, dành hết tâm tình anh mất một đời, nhưng làm trái tim anh đau. Vậy thì anh xin chết vì người anh thương. We should go back to the gym, ST. Give us back that muscular song tone, please. Let's go, propose her, man. I will die for my lover. I mean, okay, cool. Not me though. I love you, but I'm not gonna die for you. Not me. Let's go. Handsome guy. It's a pretty girl. Hey man, you're dreaming, man. Come on now. Say sorry to her, bruh. Say sorry to her. Even when she bum you, you're gonna say sorry. That's what a man would do. I wonder where this train is at. She gonna listen to the same song, I think. Oh, that's it? Oh, hold on, hold on. Okay, cool. That was a great video. Kudos to Sung Tung. It's another successful video. Really good visual, and I'm not a big professor about music videos, but everything was nice, was good. The music was good too. But I feel like it's the same Sung Tung MTV song, you know what I'm saying? It's kinda like something like that, and then they went once again, and then, they got into a two-sound, something like that. Like, he had one, punchline, or one line, he's just gonna say it several times in the hook. It's kinda a little bit catchy and easy to remember, and the fans will keep singing the same line over and over and over again. I feel like he does a lot of that, recently. But overall, it was a good video. This is my first reaction video, and I don't know how to do reaction a lot, especially if it's not UFC. So I hope you enjoy it. Subscribe to my channel if you want to see more better videos than this one. I know I have a lot to fix, but have a good day, you guys. Thank you.